tướng đem quân nghênh chiến. Chúng quân khá sắp bài đổi ngũ cho nghiêm minh. Dạ. Ủa binh quỷ quắc trùng trùng điệp điệp, tướng Sầm Hưng lại dịu võ dương quay. Ngẫm lại mình mang hài cốt vợ trên dây, lại dắt theo hai trẻ thì tài nào xong lướt trần. Bơ này tương trịnh có ta đây, mi hải phân tường tánh dành, rồi cùng ta so kiếm. Như nếu sợ quay hùng khá rời xa trận chiến. Bơ này cá Sầm Hưng mi đừng khua môi múa mò. Ta là quốc trạng đương triều tên Phạm Công tướng hổ, báo quốc tận trung quyết tử tại nơi xa trường. Ta thấy chuyện lạ thường, ngỡ nghĩ ngại phân dân vì sao suốt trận ra quân lại dắt hai trẻ theo mình dai quằn một chiếc quách con. Ngụy tướng ơi, bởi chiếc kinh vừa mãn chung vì cơn bão bình, thì chiêu chỉ của quân vương đã xuống lệnh cho ta đi giết giặc chốn biên thùy. Kìa hai đứa trẻ thơ nức nở dưới quân kỳ, còn ta thì dai mang hài cốt giờ, đôi mắt ngập ngừng chưa ráo lễ sầu bi. Nhưng nặng nghĩa quân vương và mong bao đền ân ngọn rau tất đất, cho nên ta phải gác bỏ niềm riêng, xông pha nơi chiến trận quyết tử sanh cho trọn đạo di thần. Trịnh tương ơi, ta cảm động trước cảnh tình tan tóc, lòng dạ nào nghĩ đến việc giao tranh. Vốn ta có nhiều phép thuật cao cường. Được rồi, vậy để ta cắt đầu cho nó đem về hiến nạp quân vương. Sau khi lo tâm bề giá đạo sẽ gặp ta nơi bãi chiến. Tam quân truyền hồi binh. Không ngờ một tướng giặc hung tàn khát máu lại có một tâm hồn trọng nghĩa thanh cao. Tam quân hãy lùi binh mã hồi trào, dịp trong ban sư đắc thắng. Có sách cổ kính mồ hiền mẫu, ngăn cách âm dương dạng cổ sầu. Tay nhổ cỏ xanh pha lệ đổ, tim hòa nhạc gió giọng rừng sâu. Chim non lạc nẻo về đâu, chiều sương dâng lưới tím màu thời. Ôi thương hai trẻ sớm đoạn lìa tình mẫu tử, lòng cha thêm ái ngại cảnh gia trong khi nước gió băng ngàn. Ngày mai cha về kinh phục chỉ lệnh thánh hoàng, dầu thân cha sông nước bãi xa trường, rừng quân biển giao cha vẫn không kinh sợ nguy năng. Cha chỉ lo cho đôi chim non mắt mẹ thiếu bàn tay triều mến yêu thương. Vì cái mẫu đôi vai con khác xa dòng huyết nhục, thì tình mẹ con khó mong thâm thi nồng nàn. Cha đi chống dựng biên cương trung quân dạng tiến tông đường rạng dân. Cha ơi xin cha dựng và dung chinh việc gia đàn đã có cái mẫu đảm đương, dù không phải là mẹ ruột hai con vẫn một niềm yêu kính mến thương. Cái mẫu là người có công săn sóc dưỡng nuôi cha, gặp hoàn cảnh khó khăn phải xa lìa trẻ dại,
vì quá thương nên cha phải lo âu ai ngại. Chưa xét ra cái mẫu của hai con cũng hiền đức dịu dàng. Cha ơi đêm đêm hai con sẽ khẩn giấy cầu xin hồn mẹ hiển linh phù hộ cho gia đàn êm thuận và nơi bãi xa trường cha quay hùng chiến thắng ngụy sầm hưng. Ngày mai trong phút cờ rung rền vang nhạc ngựa chập trùng ai quăng. Hai con ở lại Gia Trang nguyện cầu cha sớm khải hoàng hồi hương. Tăng Lực Nghi Xuân, hai đứa bay chết đâu mất hết rồi. Bố Nghi Xuân, Tăng Lực Nghi Xuân, em có nghe gì không? Nghe, con mẹ nó xong mẹ rộng họng của anh ha. Cảnh này chắc anh với em phải bỏ nhà trốn đi. Chờ ở đây có ngày con mẹ giết chết rồi nha. Cha không có ở nhà, cha gửi mình cho bà. Mình bỏ mình đi sợ cha hay cha rầy chứ. Nghi Xuân, Tăng Lực. Dạ. Chà chà, mấy con gà mấy con vịt nó về tới nhà cả buổi à. Mới thấy hai đứa bay vết mặt về đây vậy nha. Mồ tổ tụi bay nè, bỏ đánh đáo ở đâu vậy hả? Thôi gì, hai đứa còn ra đồng hội bán mây. Gà 18 con vịt thì 20, nó về đây đâu số không có thiếu sót một con. Sao vì còn tiêu réo cả tông môn. Thiệt hai đứa bay là đồ ngô nghịch. Mẹ bay ngày trước chẳng biết dạy con, nói chuyện với ta bị ta đeo như vậy. Vì đã rầy qua hai con phải thừa rõ, chớ nào dám đâu ương ngạnh hỗn hào. Chớ chớ còn chút quà nó chết đã lâu rồi, để lại hai nghe đứa tiểu hồi. Nó làm cho mình rác tổ khang hơi. Hai con xin năng nỉ với gì, con có lỗi thì gì đây, chị chớ nói hành khuất mặt mà chi. Chà, bữa nay hai đứa bay giúp trả teo với tao phải không? Hết nói rồi à. Vậy thì tụi bay tới số rồi. Cha bây đâu có ở nhà mà binh vực tụi bay. Nè, gửi cho mà trả teo nha. Ôi cha gì ơi, chết con về tụi nghiệp con. Đi đi đi, cuốn quần con áo đi đâu cho cuốn quát tao đi. Nè, tao có việc đi tới một lát nha. Tao trở về đó, mà tụi bay còn ở số rước đây đó nghe. Đừng có trách tao ngon. Nghi Xuân ơi. Dạ. Nghi Xuân à, em ở đâu? Em núp trong bụi chuối đi nè. Nè, đi vô sửa soạn đi. Đi đâu bây giờ anh hai? Đi đâu miễn đi khỏi nơi đây cho khuất mắt. Nhà gì đâu như địa ngục A Tỳ. Mẹ mất đi tưởng sông cạnh bên gì. Nào hay bà kế mẫu dữ dằn hơn lan xôi. Quần áo cũ em hãy gói vào một gói, nương anh trăng ra viên mộ mẹ hiền. Cha ơi, cha đã đi giết giặc tận biên cương. Cha đâu có biết hai con dại sắp lên đường vô bụi. Bên năm mộ của người hiền mẫu, hai con nằm nghe tiếng cu vọng rừng xa. Gió bận vân lai động ánh đăng tàn, nghe dây khóc gần xa thêm nhớ mẹ. Mẹ ơi hồn mẹ có linh hãy về đây hộ trì hai trẻ đang bơ vơ lạc bước phong trần. Cõi dương gian mẹ chẳng nghe vướng nợ nần, có biết chăng cuộc đời con từng chịu đọa đày bởi kế mẫu chẳng thương. Đã đầy là đánh đập hai con, còn nhiều tiếng đắng cay đến mẹ. Hai con mới trốn đi thà lánh chịu ngàn muôn lao khổ hơn là sống trong địa ngục A Tỳ. Mẹ ơi, con đồng quan dân hai con
nhặt những chiếc lá vàng khô đang bao phủ trên nấm mộ của mẹ. Đây là nơi gửi năm xương tàn của người hiền mẫu. Dưới ánh sao mà leo lét rồi đầu non. Mẹ ơi, cha con đi chồng giặc chốn biên cương, gửi hai con lại cho người kế mẫu. Dưới đọa đài hai con phải đi chăn vịt, chăn gà, chẻ củi nấu cơm. Từ ngày mẹ bỏ hai con là ngày con chịu cơ hàng đắng cay. Mẹ gà con vịt xưa nay mẹ không còn nữa lấy ai ấm bồng. Hồn phiêu phượng ngàn năm chung đây việc, Phật tinh linh muôn kiếp biệt trần gian. Hai con ơi, mẹ về đây đẹp ổ hai con. Đang nằm rung rẩy dưới màn sương lạnh lẽo. Mẹ, mẹ về đây hồi nào vậy mẹ? Sao mẹ đi đâu lâu quá không về? Cha thì cũng không có ở nhà, vì ghẻ cứ đánh chửi hai con hoài à. Nãy giờ hai con nằm đây nè, gió thổi lạnh quá à. Bây giờ có mẹ về hai con hết lạnh rồi. Lát nữa mẹ về nhà với hai con nghe mẹ. Ở ngoài này vắng vẻ hai con sợ quá mẹ à. Tân Lực con. Dạ. Con ngồi xuống để cho mẹ lau mày lau mặt. Trời ơi, con nhà quan mà lại phải đi chăn vịt chăn gà. Nghi Xuân con. Dạ. Con đã đi mấy dặm đường xa, áo lem lâm thêm đầu bù tóc rối. Con ngồi xích lại đây mẹ bắt chi cho con. Mẹ à, mẹ về lần này mẹ đừng có đi nữa nghe mẹ. Mẹ về nhà rồi đuổi dì ghẻ đi đi, dì dữ quá à mẹ à. Ngày nào dì cũng chửi dì đánh hai con nữa mẹ ơi. Mẹ coi nè, mình mấy hai con bầm tím hết vậy nè. Dì đánh rồi dì còn bỏ đói hai con nữa. Trời ơi, nghe hai trẻ tỏ phân lời dung dài, khiến hồn ta tê tê vàng niềm đau. Mẹ xa con, mẹ chi xiết câu sầu con xa. Mẹ con dãi dầu mưa nắng. Trời ơi, thân xác tôi vùi sâu dưới lòng đất lạnh, mà hai con nó ngỡ là tôi còn sống giữa dương trần. Không biết hai con của tôi đã chịu khổ bấy nhiêu lần. Trời ơi, đứa thì đầu bù tóc rối, còn đứa thì rách rưới lang thang. Bởi mẹ đi cách biệt cõi dương gian, trong khi hai con hãy còn nhỏ dại. Hôm nay u hiền nơi nơi, biết làm sao chưa gần hai trẻ để dưỡng nuôi dạy dỗ con thờ. Dục giả tận đầu thôn đi báo hiệu bình minh gần lố vàng. Giọt sương xa đẫm ướt trên đầu cây ngọn cỏ, hòa lẫn giọt lệ sầu của lòng mẹ thương con. Hai con ơi, đã đến phút chia ly, mẹ không thể gần gũi hai con được nữa. Bởi mẹ đây có phải đâu là người trên dương thế, mà là hồn ma bóng giấc giờ. Hai con ơi, mẹ nương theo hơi gió cuốn sương lam về miền âm cảnh. Hai con lạc bước phong trần, mẹ ôm đoạn ý thảm mộ phận ngàn năm. Thôi, hai con hãy ở lại. Mẹ, 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 mẹ ở đâu rồi anh hai? Em ơi, mẹ đã thác còn đâu mà em hỏi. Mẹ hiện hồn về để an ủi hai ta. Thôi thôi, trời bình minh nhẹ điểm giọt sương xa, mau dung rưỡi để tìm cha với ngoài. Anh hai ơi. Ừ? Ngồi xuống đây nè, nghỉ một lát đi, em mỏi chân quá à. Ráng đi chút nữa đi em. Theo lời mẹ hiện hồn về mách bảo thì mình cứ đi theo con đường này nè, đi hoài thì sẽ gặp cha với ông ngoại. Vậy hả anh? Ừ. Ôi em mừng quá. Ít kìa, cái nhà của ai mà tốt quá.
em vào đó xin cơm ăn nha. Em đói bụng quá à. Được, đi theo anh nha. Dạ, nhờ ông bà làm phước cho anh em tôi xin chén cơm nguội đỡ lòng. Hai đứa bay muốn xin cơm ăn hả? Được, đứng ngoài cổng chờ, để tao vô thưa với viên ngoại. Dạ bẩm viên ngoại, có hai đứa bé đang đứng chờ trước ngõ, chúng nó muốn vào xin chén cơm nguội đỡ lòng. Trời, con nhà ai vẻ mặt trong đỉnh ngộ thông minh, sao lại phải ăn mài đổ nhật? Đưa con gái thì tóc dài da trắng, ngâm dung nhan mường tượng cúc hoa, còn thằng con trai thì tương mạo khoanh thai, vẻ mặt lại hiền hòa, nghe tiếng nói giống in là nghĩa tê. Nhưng chẳng biết tại sao không ở nhà cùng cha mẹ, lại phải lang thang trôi nổi quê người. Vậy đầu ngà đuôi hai cháu hai tỏ phận cho ông đây được rõ, ông sẽ giúp cho hai cháu đồng tiền chén gạo, vì ông có tánh thương người trong cánh lỡ bước xa chân. Thưa ông, bởi mẹ mất sớm cho nên hai cháu tháng ngày ở cạnh bên cha, cũng vì nghịch cảnh hai cháu phải đành cất bước lì già, vất vả linh đinh mong có ngày tìm mà gặp mặt cha. Dạ cuối xin ông cho hai cháu xin bát cơm đỡ già, vì trọn một ngày qua cháu chỉ đỡ lòng bằng mấy củ khoai lang, bụng đói chân rung giữa trời mưa gió triền miên. Nay gặp ông đây cuối xin ông hãy thương dùng cháu dài, nghe hai cháu tỏ phân thật ông đây cảm cảnh khôn cùng. Ông khuyên hai cháu hãy nguôi lòng, ông sẽ giúp cho gia đình. Dạ. Vào trong lấy cơm, năm quan tiền một đấu gạo cho hai đứa này, mau đi. Dạ, dạ, dạ cảm ơn rồi ông. Ông. Em, mình vô dinh này xin ăn cơm ăn đi. Lại ông bà thương giùm chúng cháu thân cô cúc bần hàng, bố thí cho đồng tiền hộp gạo. Hai cháu ở đâu mà phải tha phương cầu thật vậy? Dạ thưa ông, cha chúng cháu là Phạm Công, hiện đang quyền quý đô đốc ở đường Tiêu. Cha của cháu là Phạm Công mà, còn mẹ cháu? Mẹ cháu tên Cúc Hoa, đã vui chơi nơi miền âm cảnh. Anh cháu đây tên Tân Lực, còn cháu tên tộc là Nghi Xuân. Bị mẹ ghẻ đuổi đi, hai cháu phải xin ăn để tìm cha ở nơi miền Quan Hải, hậu tánh xa bà kế mẫu bảo tàng. Hai con ơi, chính cha là Phạm Công đây. Ông là cha của chúng tôi à. Em Nghi Xuân, anh có chim bao không vậy em? Không, đây là thực tế hai con à. Chính cha đã đổ trạng và hiển quyền quý đô đốc. Cha sống ở trong lầu son gác ngọc, kẻ hạ người hầu. Còn hai con xanh xao vàng vô, che thân gầy dưới mảnh nao te tua. Chúng con chào mừng được gặp cha. Vậy hai con hãy theo cha về ngoại rồi sẽ hay. Dạ con kính chào nhạc phụ. Chào nghệ tế, cha lấy làm hãnh diện được nghệ tế làm rỡ mặt với xóm làng. vô nhà đi nghệ tế. Hai con quỳ ra mắt ông ngoại đi con. Ông ngoại của con đây sao ba? Phải. Hai con của con Cúc Hoa đấy à? Dạ. Ủa, phải hai đứa bé ăn mày hôm trước không? Dạ phải, hôm trước ông ngoại có cho hai cháu năm quan tiền và một đấu gạo đó. Cha là trạng nguyên sáng tột bực mà con đi ăn mày ăn kinh. Sau khi vợ con đã chết rồi, con phải cưới kê thiết để nuôi dưỡng con cờ. Lúc con bỏ quê nhà vì lĩnh thánh hoàng, kiểu con phải hồi kinh. Nhưng cái mẫu ác tâm
đuổi hai cháu ra đi. Xong giấc dưỡng đầu đường áo quần lang thang, nên chúng cháu quyết tâm xuống tận tiểu đàn tìm cho được thông đường tỏ ngọn ngành cha nghe. Thôi hai cháu đừng buồn, cơn khổ cực đã qua rồi. Thưa nhạc phụ, con xin đem Nghi Xuân với Tân Lực về quê để trừng trị cái con dâm loạn khốn nạn kia. Được rồi, Nghĩa Tế cứ lên đường. Nghe đây, nghe đây, quan trạng hồi hương, dân làng có ra đường minh tiếp nghe không? Trời, quan trạng hồi loan, còn mình lỡ giải bụng mang giả chữa, việc làm sao bây giờ? Thôi liều đến đâu hay đó. Giả tiễn thiếp xin quỳ giữa lỗ tam kỳ, kính chào quan trạng hồi quy sư sở. Phụ nhân đó à, còn hai con ta đâu, sao chẳng thấy đón mừng ta vậy à, phu nhân? Ôi thôi ông ơi, hai đứa con của ông sao mà nó tinh quái hơn là yêu chung chơi em liên miên. Chung đòi đi lùa gà câu ra đồng sâu, không chịu học chịu hành gì hết, tội hễ quần áo rách em may liền mà chúng bỏ nhà đi rồi. Sao em đứng một thành hai, ngực thấp bụng cao? Dễ dàng đi rằng nhà em đã thọ thai, vợ chồng cách biệt mà nàng có thai được, thật giỏi vô cùng. Đồ bảo tàng lăn loạn. Có gì đâu mà bảo tàng lăn loạn. Tào thị, ta hỏi mi vậy chứ hai con ta có tội tình chi mà mi đài mi đọa mi tàn bạo hơn giả thu chốn sân cùng. Đói mi không cho ăn được non lòng, áo quần lang thang rách rưới, bách chăn gà chăn vịt giữa đồng sâu. Trong lúc gửi con ta đi nhậm chức, mi thề rằng sẽ thương lũ nó như con. Lời thề xưa kia mi nuốt được, còn tội ác của mi khó thoát được lưới trời. Trời nổi cơn sấm sét, và kẻ lang tâm đã ngã gục bên đường. Vậy mới hay lưới trời tuy rộng mênh mông, nhưng mãi lòng cũng khó lọt. Năm xưa bởi ai bạc ác nên ngày này quả bao trả dây. Có vậy ba quân chung bay hải góp nhặt hài cốt của Tàu thị tan ăn. Dù sao ta với nàng một năm qua cũng là tình chăn gối. Dù ai không nghĩ tình tâm mặn, nhưng ta vẫn giữ lòng nhân đạo thủy chung. Nghi Xuân Tân Lực hai con cùng cha lên ngựa thẳng đường bôn ba. Trước về bay mạng chào ca, sau là thăm mộ khúc qua vợ hiền. Ai mua tờ vàng không, ai mua tờ vàng không, này đây tờ thăm thôn Bình Hoa, em mua tờ đôi lấy sạch đèn cho châu lan quê xóm chuyên cần xa quê hương trường án ưng thi. Ai mua tờ vàng không, ai mua tờ vàng không, đường ta dương gió đâu nề chi, trông xa xa gió cuốn khoai chiều. Em mau chân qua xóm la nghèo, sợ mẹ già mỏi mắt chờ trông. Thoái Khanh Quân, gần trăng đêm rồi sao con chưa đi nghỉ? Hãy ngừng tay tôi, sáng mai sẽ dệt tiếp những đường tơ. Hơn bãi đông rồi gió lạnh trở sang mùa, mà thằng cháu Tuấn vẫn bật tin về cố quân. Mẹ ơi, dù thời gian có kéo dài vô tận, con vẫn một niềm chung thủy với châu Lan.
ngày đêm con cô lô tần tảo bán buôn, nuôi dưỡng mẹ để cho chàng được yên tâm. Nơi kinh kỳ đèn sách đi bút nghiền, chẳng quan y gian lao chịu nhọc nhằn kia sớm lo toan bên cung cưới đường. Trong ngâm ngồi đi mau phản hồi phố quân, được đoàn viên xâm hợp một nhà, về thăm viếng mẹ già. Vì nhớ con mà tóc điểm màu sương, mắt mờ lệ ngóng trông. Đã bãi mùa đông dân bạc tinh nồng, chắc chồng con đã lìa trần. Thôi đừng trông đợi cho mòn héo tuổi xuân. Mẹ ơi, dù thời gian có gẫm mòn nhan sắc, dù chồng con có đem lòng phụ bạc hay hình hài kia đã vùi sâu trong ba tấc đất, thì bổn phận làm con vẫn giữ trọn đạo dấu hiền. Con xin mẹ đừng suy tư lo lắng ưu phiền, không lẽ trời xanh bắt con qua mùa, đài đọa mẹ già nhỏ lệ khóc thương con. Con vẫn mơ một ngày châu tuân hồi hương, chứ cân đai vọng lòng quy hoàng. Mẹ con ta ra đón tận đầu làng, lệ mừng vui ngập tràn dân khóe mắt. Thoại Khanh ơi, niềm ước mơ của con là điều ước mơ của mẹ, nhưng biết bao giờ chú Tuấn mới trở lại quê xưa, và ngày ấy biết mẹ có còn sống hay đợi chờ con trai mẹ vinh quy bái tổ. Mẹ ơi, qua sầu đông đã rơi đầy sông cò, lại một mấy mùa qua mà đi chẳng hẹn ngày về. Ôi, lại một mùa đông thương nhớ đợi chờ, thôi hãy đợi thêm một mùa đông nữa, chồng con sẽ về với xóm cũ làng xưa. Mẹ con mình sẽ trọn vẹn ước mơ, mừng sống nghiệp trong một ngày sau mùa. Đừng nhớ thương càng thêm nhiều thương nhớ, kết đồng thành lời qua khúc tuyệt tình ca. Kìa, cô Thoại Khanh. Dạ chào công tử. Tôi đi ngang qua nhà nghe tiếng nàng than thở, vội ghé vào đây để sớt chia niềm tâm sự với kẻ cô đơn. Cảm ơn công tử đã có lòng nói thương, nhưng trời đã khuya, sự có mặt của công tử ở nhà tôi giờ này e miễn đời dĩ nghĩ. Coi kìa, tương tư tôi cũng nghĩ tình bằng hữu với chồng nàng hồi còn chung đèn sách, đến viên thăm chưa một lời hán hói, sao nàng nỡ đuổi xuống. Hơn nữa tôi ghé lại đây đâu phải là sự tình cờ, mà đem đến cho nàng một tin buồn về châu Tuấn. Công tử có nhận được tin của chồng tôi à? Phải, hiện giờ châu làng đổ trạng rồi và quên cả đường về, đang biết mày say mê bởi nhan sắc công chúa Tề Băng, đâu còn nhớ đến cô gái cơ hàng bên chiếc cùng cưới. Vậy ta khuyên nàng nên tay ra kẻo tàn ngày xưa. Nàng, nàng hãy lên thượng cùng tôi. Công tử, công tử buông tôi ra. La lên bây giờ. La đi, la to lên đi. Giữa đêm khuya không người lái gián, tôi muốn được cùng nàng gần gũi phút giây thôi. Này đấy, tiền nén vàng khói,
tôi xin đổi lấy một niềm vui thể xác. Không, tôi không phải là hạng gây lăng loạn đắc nết. Công tử đừng mong bài đều trên bọc trong dơ. Công tử có học sách thanh hiền sao không như cô? Bằng hữu chi giao chỉ ưu tính, đức thắng tài di quân tử, tài thắng đức di tiểu nhân. Công tử chắc cũng không quên câu bán giả nhập nhân gia phi đạo tắc dâm. Công tử đã cho tiền bạc là kinh, công tử cũng phải nhớ ngũ luân là trọng chứ. À, nàng đã chẳng thuận ưng, còn nặng lời bí kinh. Tương tử này đây sẽ chẳng gì tình. Ta đã nhất quyết đuổi nàng đi ra khỏi Quyền Bình Quan. Tôi cúi xin người thương tình xét lại cùng là chỗ bạn bè với anh Châu Tuấn thuở còn hàng gì, sao lại nỡ đuổi tôi? Nếu ta thương thì mau mau ưng thuận, cùng trao tình một đêm thì mọi việc sẽ yên. Công tử thật là một kẻ bất lương, tội nghiệp mẹ chồng giấc ngủ không yên. Tôi làm chi nên tội mà trời đài nghi đoán. Thôi, đừng có kêu ca, mau ra ngay khỏi huyện trước khi trời nổ dạng. Trần gian có kẻ đắng cay tình đầu, giáo đàn qua tiếng ngầm mùi, ca bài ca cũ tìm người năm xưa. Lễ trào tuôn đổ như mưa, mà người năm trời ơi, trên bước quang sang giữa đàn thêm khung đốn mẹ già nua đói liếm món ơi rồi. Nghĩa nặng tình sâu xin chứng có thật trời. Châu Tuấn chàng ơi, nơi gian trời gốc bể có rõ cảnh đoạn trường bi tiếp của em. Gặp gần núi thăm rừng xăm, quay thu vàng phớt rồi tình ly hương. Dầm trường cát bụi gió ngày xưa, ngàn năm giữ vẹn niềm thương vợ chồng. Cầm dao này lóc thịt cánh tay, dâng lên mẹ tạm qua ngày khốn khổ. Giọt máu loang trên lá hoa cây cỏ, lệ tuôn trào theo máu nhuộm toàn thân. Chúc con tình miễn dạng với cô nhân, dù cay đắng dần một lòng chung. Châu Tuấn chàng ơi, nơi muôn trùng diệu vời, chàng có hay đâu cánh mưa đoạn trời. Lá ngập ngừng rơi rụng nẻo quang sang, màu mây khôi mênh mang sầu lữ đăng cai há quảng thân mình, hai tiếng chung tình miễn dư vẹn cùng. Thoại Khanh, dâu của mẹ đã về đó à? Con đã tìm được thức ăn chưa con? Mẹ đói quá. Thưa mẹ, thịt con nướng đã chín rồi, mẹ dùng cho đỡ lòng qua cơn đói lạ. À, ngon quá. Nè con ăn với mẹ một miếng đi con. Dạ thưa mẹ, con ăn rồi. Mẹ ráng ăn hết đi để đủ sức cầm hơi tìm đường sang Tề Quốc. Thịt loài thú gì mà có mùi thơm đặc biệt? Từ nhỏ đến giờ,
mẹ chưa lần nào được hưởng hương vị của thứ thịt này. Thoại Khanh, con kim thịt này ở đâu vậy con? Dạ, dạ thưa mẹ. Kìa, Thoại Khanh, tay con làm sao vậy? Trời, máu. Thôi, mẹ đã hiểu rồi. Thoại Khanh ơi, con đã cầm dao lắp thịt trên cánh tay kia đi làm món ăn cho mẹ chồng qua cơn đói là. Ôi sự hy sinh của con vô cùng cao cả. Ta cảm ơn trời Phật đã ban cho ta một đứa dâu hiền. Châu Tuấn con ơi, con cứ tu chân tạm cảnh đau buồn. Giờ này con đang say sưa bên mâm nhà chén ngọc. Kẻ hạ người hầu mỹ vị cao lương, thì nơi đây chốn cùng góc sơn lâm, vợ của con đã dùng dao lấp thịt, dù đớn đau vẫn không một lời rên xiết để mẹ cầm hơi đoạn tháng qua ngày. Hai mẹ con nhà kia từ đâu lạc lõng đến đây, nức nở khóc than làm thức giấc rừng thiên quyền bí. Ôi sợ hãi quá, tiếng gồng gian nghe kinh khiếp, từ không trung vọng về hay từ địa ngục dội lên. Có lẽ mẹ con ta đã lạc vào núi hiểm rừng thiên, nó làm Phật lòng đứng tối cao tối thượng. Bà già kia nói đúng, chính ta là linh thần đang ngự trị tại rừng quang. Đáng lẽ ra ta đang thịt cả hai mẹ con nàng, nhưng thấy nhan sắc dâu của bà nên ta tha cho tội chết. Dạ, dạ cảm ơn linh thần. Thoại Khanh, hãy quỳ xuống lại tạ ngài đi con. Không, ta không cần nghi lễ diễn vong, mà ta chỉ cần gần gũi một đêm với nàng kiều nữ Thoại Khanh. Đó là luật của ta khi ngự trị núi rừng. Bởi trót mang danh hùng thần háo sắc thì chỉ có ái tình là lẽ sống mà thôi. Thỏa mãn rồi ta sẽ trả tự do. Dạ dạ, tôi là gái của chồng hiền dữ vẹn Tào Khang, xin với hùng thần đừng ép uống nợ duyên. Nếu không thuận ưng ta sẽ bắt mẹ chồng và phải chuộc mạng bằng đôi mắt của Thoại Khanh. À, Thoại Khanh con, mẹ chết mất con. Thoại Khanh, hung thần, đừng xa cãi mẹ ta, ta bằng lòng dâng đôi mắt. Khoan, Thoại Khanh, trời ơi dâu tôi đã bằng lòng yến dâng đôi mắt biết. Để chuộc mạng cho tôi thoát khỏi vòng tay bạo lực của vị chúa sơn lâm mau sắc ung tàu. Thôi rồi, Thoại Khanh, Thoại Khanh, tuy không kiếm được niềm vui thể xác thì cũng đoạt được đôi ngọc bích trong mắt biếc của nàng. Thôi ta đi. Mẹ, trời ơi mẹ đâu rồi? Mẹ, trời, Thoại Khanh con, ôi đau lòng. Còn đâu cánh cửa của linh hồn để dắt lối đưa đường tìm chồng bên đất Tây Ban. Ôi ngồi châu lan muôn dầm quan trang, công mẹ tìm chồng gặp nàng.
mẹ và tóc đêm màu sương. Mẹ ơi mau thoát dòng hoạn nạn, dắt dìu nhau nuôi tiếp đoạn đời. Ai xa vời lạnh gió đông, đường tơ nức nở nhớ thương chồng. Dò đường công mẹ san tề quất, đôi lạnh chi sờn già như mong. Khóc đời xuân tàn nhạc luyến thương, hoài âm vong mãi ý chung tình. Tơ đồng máu nhuộm trên từng phim, ai được sáng giàu phụ cô. Ôi nghe tiếng đàn ca u hoài náo nuốt, khiến lòng ta chẳng nhớ đến quê hương. Đã bãi mùa qua là chết rụng trên ngàn, mà ta vẫn không được tin nhàn từ cô quận. Rồi hôm nay bỗng dưng lòng ta bồi hồi sao xuyên, khi nghe được tiếng đàn ca của ai nức nở vọng lên những dư âm lưu luyến nhớ quê hương. Nghe náo nùng mà lệ buồn rưng rưng, thì trong trái cô đơn chốn quê người. Hỡi tiếng ca tiếng hát u buồn, trôi lên đi những cung bậc kia náo nùng. Khơi lại tiếng ân tình của người vợ hiền xa xăm. Quân hầu, dạ, hãy dừng cương ngựa tìm cho được người đánh đàn đến đây cho ta nhé. Dạ. Dạ. Tiễn thiếp kính chào phò má. Kẻ tật nguyền kia, nàng hãy lắng nghe ta hỏi vậy, chứ nàng từ đâu lạc lòng đến nơi này. Qua tiếng nhạc lời ca, nghe sao u hoài nức nở. Như nàng mang trong tâm tư niềm sầu đau tuổi hận, vậy hãy nhận nén vàng rồi bỏ nghề đàn lo nuôi dưỡng tự thân. Dạ, cảm ơn ý phò ma đã có lòng thương xót phần hàng. Bài ca tình nghĩa thiếp hát từ ngày cất bước ra đi, tìm chồng nơi biên ải mới cất tiếng lòng qua khúc nhạc ban thơ. Nàng báo sau, nàng báo rằng thân bồ liễu dược nuôi rừng quan ai, đi tìm chồng qua khúc nhạc ban thơ. Vậy hãy hát lên đi, đàn lên đi, hãy cho ta nghe khúc nhạc sầu bi. Qua sương khói nẻo kinh kỳ nhiều cát bụi. Phò má ơi, khúc nhạc bán tơ chỉ dạo lên khi tìm chồng qua vàng nẻo. Và chế tất dòng sầu từ khi đêm đêm thắt theo gọi tên. Phò má nghe làm chi một khúc nhạc đau lòng, để
kẻ cao sang phải bận lòng dương dân qua tâm sự buồn của cô gái bạn thơ. Xin phò mã đừng bắt tôi kể lại chuyện ngày xưa, vì dĩ vãng thì bao giờ cũng đẹp, mà hiện tại đời tôi là tối tăm mù mịt, còn tương lai thì tròn tiếp mơ hoài. Nàng đừng từ chối lời khẩn cầu tha thiết của ta, ta bằng lòng nghe những gì nàng muốn nói. Nói đi hỡi kẻ tật nguyền khốn khổ, nói lên đi. Tôi chưa kể hết quãng đời khổ lụy, phò mã chưa nghe mà sao nức nón nghẹn ngào. Cô phải ngài sông ba đào dây cổng mẹ chồng chân dò đếm bước, tay vào cung đàn miệng hát nhạc bắn tơ. Hay chính phò mã là người hẹn ước năm xưa, đã bỏ ra đi trong một chiều lá đổ, vì ba vinh quá quên đường về lối cũ, giờ gặp nhau đây thêm thưa suốt. Bởi chung quanh ta còn có tướng sĩ ba quân theo hầu hạ tiền hô hậu ủng, nên ta phải kiềm hãm cho lòng mình thêm cứng rắn. Chớ thật ra thì nhị trong thâm tâm mà ta đang rối rắm trăm chiều. Nàng ơi vậy nàng hãy dẫn mẹ chồng theo ta về nội phủ, đang hát cho ta nghe bài ca năm cũ, nghe sẽ nghe tận tường tâm sự của ta. Biên ai xa vời lạnh gió đông, đường tơ nức nó nhớ thương chồng. Do đường công mẹ san tề quất, đôi lạnh chỉ sợi già nhớ mong. Khóc đời xuân tàn nhạc luyến thương, hoài âm vòng mãi chung tình. Tơ đồng màu nhuộm trên từng phim, ai được san rào phù cô nhân. Thoại Khanh ơi, khúc nhạc băng tơ đã vọng đến người xưa qua tiếng đàn năm cũ. Anh là Châu Tuấn Bác Tình Lang đang quỳ dưới chân người hiền phu để nghe em nức nở gọi tên chồng. Gặp gỡ nhau chi trong nghịch cảnh đau lòng, sao mắt em không còn trong xanh như màu ngốc bít để thấy hoa tình nở muộn cuối mùa xuân. Để nhìn thấy người em yêu qua ngấn lệ rưng rưng, đã đài đoá người vợ hiền thấy giấc ghi giả đeo linh dược suối băng gần tìm chồng trên vàng neo.
tâm tư dẫn hướng miền quê cũ, nhớ mẹ già mái tóc bạc màu sương, nhớ vợ hiền từng thức trắng tâu đêm lo canh cười để nuôi chồng đèn sách. Phải khanh ơi cánh tay em thì sao còn sướng máu, và đôi mắt ý tật quyền tâm tối bởi vì đâu. Châu Tuấn con ơi cơn đối lạ giữa rừng sâu lạc bước, được thoại khanh lóc thịt hiến từ thân, rồi lại thọ tai ương trước một gã hung thần. Vợ con phải dâng đôi mắt mẹ mày được toàn tánh mang. Trời ơi nghe từ mẫu ngọn ngành phân tràng, thương vợ hiền lắm cành gian lao. Mẹ ơi nay chồng con đã sanh duyên với công chúa Tề Trào, mẹ con ta hãy tìm nơi khác ăn xin chú qua ngày đoán thân. Đi mẹ. Khoan, Thoại Khanh ơi, dù em đang sống trong màn đêm u tối, nhưng đôi mắt của em cũng như ngọn hải đăng đang dẫn lối soi đường. Anh kể em nghe mùa xuân qua nở tuyết đổ trên đồi, khi chốn lạnh vào đông bên khung cưỡi em ngồi vết lụa xe ta, còn anh thì ngồi chép lại những dần thơ gian dở. Em hãy dạo nghi lên đi nhạc lòng năm cũ, nghi qua lời ca khúc hát thân tình. Thoại Khanh hãy bước lại gần soi dây năng tim hát cho nghe khúc nhạc tơ vàng. Ai mua tơ vàng không, ai mua tơ vàng không, này đây tơ thắm thôn bình hoa, em mua tơ đuôi lấy sạch đèn cho châu lan phía thôn chuyên cần, ta quê hương Trường An hương thi. Ai mua tơ vàng không, ai mua tơ vàng không, đường xa xương tô đầu nề chi, trong xa xa gió cuốn khói chiều, em mau chân qua xóm la nghèo, giờ mẹ là mỏi mắt chờ chồng. Anh hỏi châu lang bãi năm trường cách biệt, nhưng tấm tình em vẫn tha thiết mong chờ. Nghe tiếng nhạc buồn qua tiếng hát lễ sầu từng giọt thăm quen mi. Anh ơi nếu cô quay về cùng em trọn tiếng giao thề năm xưa. Thank you.
Xuân Hương em, mẹ con gian mẹ mà con Hương Xuân Hương em. Thôi, cô mời bà vô ngồi đây nghỉ chân rồi con sẽ đi. Chứ làm gì mà chiều nào bà cũng cứ ngó mình ngó mong ngoài cửa rồi bà khóc bà lóc bà níu bà ngó thiệt là làm bực mình quá đi. Chứ ông nghĩ cô không buồn sao được, bởi nhà mình đơn môi bao tháng năm dài ngày vô ra vui chơi đùa chúng nó còn nhỏ trong lòng đã có đi thôi để cũng nhớ con mà thầy là chưa cho đến nay căn con là gái hễ lớn lên mà thương đâu thì gả dù rằng nó đã lớn nhưng còn ngu và thôi nào còn những lẽ phải ở trên đời đây. Con thương bà giờ đây thôi đừng nói, nói chi điều ta chưa. Thôi tôi khuyên bà đừng có nhắc cái chuyện đó nữa. Con đã gả đi rồi, mà bây giờ bà khóc lóc hoài rồi bà có bắt nó về được không? Tôi nhớ con tôi thì tôi khóc rồi. Thôi bà đừng khóc nữa. Bây giờ tôi với bà lo sửa soạn đặng đi thăm con. Phải đó, tôi sửa soạn để xe lên đường. Mà ông à, nhưng tôi chỉ ngại một điều là đường từ đây về đến kinh thành núi non gặp rồi hiểm trở, phố giữ thì đầy đường. Có tôi mà bà đừng có sợ gì hết á. Nè, bà sửa soạn rồi chưa? Rồi lắm. Rồi vậy thì đồng cùng nhau chúng ta dội lên đường, quyết là nuôi ta chân thành khó nhập. Cứ lèo dù gặp đeo, gặp treo hay là gặp cọp, tôi cần ngang viết đánh tàn luôn cọp. Lũ hùng lũ đeo lũ treo lũ tròn mà cho quán viên tinh hồn. Bà cho nên lo gì tiếp lên đường cho tôi gặp con, bà hãy đi cùng tôi. Dạ, Phạm phu nhân, có vợ chồng Lão Kiều Phu từ Lâm Sơn mới đến. Vậy ba ra mời vô. Dạ, xin chào chị Xui. Dạ, chúc mừng anh Xui, chị Xui mới đến nè. Dạ, mời anh Xui, chị Xui lên nhà. Dạ, mời anh Xui, chị Xui ngồi. Dạ, đừng đâu á, mau pha trà lẹ lẹ đi đây. Dạ, con kính mừng cha mẹ mới đến. Cha mẹ giá ơn cho con đó. Thưa chị tôi, hôm nay đây vợ chồng tôi từ Lâm Sơn chẳng hề một ngày, suốt mấy ngày đêm băng rừng vượt núi đến nơi này trước tâm viên chị sao tâm rỡ tâm thương. Nhưng sao nãy giờ tôi chẳng thấy con cũng thương. Thôi chị ơi, chị đừng có nhắc tới con cũng thương, nó làm cho tôi đau khổ tâm mình. Tôi chẳng có sợ chồng mà nó còn khi dễ thương tôi. Chị nói sao, con cũng thương. Phải, tôi nói con gái của chị á. Tôi quý nó biết bao nhiêu, tôi coi nó cũng như vàng như ngọc. Mẹ ở ra nó cũng khổ nó tình chi, chẳng những nó chửi bố chồng mà nó còn mắng hiếp tới tôi. Tôi hỏi tôi nó làm nó mà nó bỏ ra ngoài hè nó ngủ cồ nước nồng ăn áo quần nó té rách hết rồi. Thiệt là tôi khổ biết bao nhiêu. Trời ơi, lẽ nào con tôi nó như vậy? Được rồi,
xin chị vui lòng kêu nó vào đây để cô hỏi thử xem. À, hỏi tôi kêu. À, này con dâu cưng của mẹ ơi. Thôi đừng giận nữa, ra đây mẹ biểu con. Dạ, con xin lại mừng cha mẹ. Trời, trời ơi, con tôi có ra đông nỗi này. Mặt mày máu meo quần áo tả tơi như vậy nè trời. Nhạc mẫu, nhạc mẫu. Kìa, ba, ba sao vậy? Mẹ tình gì ba mẹ? Chị tôi, xin chị vui lòng nói thật cho tôi từ. Vì sao con dâu hỗn láo thì tôi cũng phải ráng cam lòng. Chứ đâu có để cho chị muốn gả thì chị gả, thì chị muốn bắt về thì chị bắt. Thế chị rất điều nghe. Tôi cũng để chị ngồi chơi. Còn nếu mà chị nói rồi thôi hả? Tôi mời chị ra khỏi cửa. Bây giờ chị đuổi tôi là phải. Thôi, chị đừng có đuổi vô ích. Trước sau thì vợ chồng tôi cũng phải rời khỏi cái nơi ghê tởm này. Thôi về bà. Nè chị tôi à, trước khi ra về tôi còn nói cho chị biết, giả sử trên đời này á đều phải cần xây dựng cái tình thương nhân đức thì mới được bền vững lâu dài. Những kẻ ác gian rồi đây sẽ gặp hồ quả báo chị ạ. Bộ bây giờ chị muốn chửi xéo tôi đó phải không? Tôi không chửi tiên, không chửi xéo, mà tôi chửi thẳng. Chị chửi thẳng ai? Tôi chửi thẳng vào mặt chị và bất cứ mọi người giả ác nào trên thế gian này. Chào chị. Chào chị. Về đâu ơi, về cho khuất mắt. Xuân Nương. Dạ. Hồi nãy mẹ con mày to nhỏ gì nói mau lại cho tao nghe, không thì chết bà con. Dạ chứ mẹ, con nào có nói gì đâu. Chối ha. Dạ đến đâu. Dạ. Mau đè cái con bị xúc này, đánh 100 roi đấy còn nó khai không. Dạ. Ôi dạ. Mẹ. Trời ơi Xuân Nương. Tình mẹ tôi em Xuân Nương. Mẹ, xin mẹ cho gia đình dừng tay lại. Trời ơi giờ con đã chết rồi. Ủa. Nó chết rồi ha. Dạ. Dạ con đã chết thật rồi mẹ. Dạ con coi vậy mà chịu đòn dở dữ. Nè gia đình. Dạ. Dạ bà bảo đây. Dạ. Bây giờ trời cũng đã tối rồi. Bày màu giác xác nó lên trên rừng trắng. Lửa cái chỗ nào mà giác đó nghe. Dùi chôn cho thật kỹ rồi về đây bà thưởng bạc vàng cho. Dạ. Xuân Nương. Trời ơi Xuân Nương em. Xuân Nương. Thank you.
gì đâu nên nổi cái nhan tình chồng vợ khi đành cam ban giờ. Anh muốn hát theo em cho vẹn niềm trung thủy nhớ như trốn trần gian ai cùng bên dưỡng riêng đường. Tội gì mà nói giết
thức dậy tôi nói cái này cho bà nghe nè. Cái gì đó? Tại sao ông không ngủ đi mà cứ kêu réo hoài vậy? Bà ơi, tôi vừa nằm chiêm bao thấy con Xuân Nương nó chết rồi. Hả? Ông thấy nó chết rồi? Phải. Mà tôi không tin. Thường thường người ta nói phải thấy sống là chết, mà thấy chết là sống. Nhưng tôi quả quyết là nó chết thiệt rồi. Vì nó hiện về tôi thấy rõ ràng. Mình nảy nó mau me, áo quần tơi tạp. Nhưng mà ai giết nó chứ? Người cho biết là mẹ chồng của nó đã giết chết nó rồi. Đem chung tại ngã ba đường cái đã ba ngày rồi. Nó hiện về cho mình thấy. Trời ơi! Nói vậy thì con tôi đã chết thật rồi sao? Ông ơi, bây giờ tôi với ông phải xuống đó gặp xem có đúng như vậy không? Con ơi là con ơi. Không được, bà hãy ở nhà coi nhà, để tôi bắt ngựa đi một mình cho mau. Thôi tôi đi nha bà. Chà, chả thiệt là cái vụ này khó xử quá. Vì bà Lý phu nhân đó mới lo lót cho ta 10 nén vàng rồi. Để mà xử về cái vụ mà bà đánh chết dâu của bà đây, thiệt là chắc dối quá. Nhà bẩm quan, có một lão từ khu tội tạng xin vào. À, chắc là họ đến đây để chuyện vui chứ gì. Được, kéo vào. Dạ. Kìa, ông già kia, ông đi đâu đó? Dạ bẩm quan, tôi là kẻ hàng viên chưa công nghệ đón thử người chồng. À rồi sao nữa? Có một đứa con gái đầu lòng mà tôi đặt nó là từ đẹp yêu cùng với tâm thân. Nhưng chẳng may bị mẹ chồng ác độc trôi lấp bụi bờ, qua ốc lòng tôi đổi trạng bên đây nhờ quan lớn tử thân. Nay bước công minh mở lượng hải hà mà chỉ kẻ gian tà. Này ông à, nghe ông phân tường coi quyết định mà đó là số mà tôi. Dạ không, không, dạ bẩm quan. Thôi im ngay, im ngay. Tôi đã nói đó là số phận của con ông. Vậy ông hãy cầm một nén vàng này mà về núi dưỡng già. Còn nếu nói lâu thôi, tôi đuổi ra khỏi chỗ này bây giờ. Quân sĩ đâu? Dạ, ông cổ lâu nhà này ra khỏi cửa. Dạ, đừng ra ông ơi. Đi. Trời ơi, thật là tức chết đi thôi. Xin ai vô hồn con có linh tiên về bỏ hổ cho cha đổi sản xung tận kim triều mới được. Này ngũ già kia nghe đã mỏi. Dạ dạ. Tại sao bà lại giết chết dâu của bà như thế? Dạ dạ, tâm lợi bệ hạ, ngạc lại bệ hạ. Chứ dám nào mà có giết dâu tôi bao giờ đâu. Đó chẳng quá là do mạng tốt của nó. Số mạng như thế nào? Dạ dạ. Sao con đâu bệ hạ? Vì một bữa kia ở trong nhà tôi có chuyện, mời làng xóm tới là đông đủ. Tôi sai nó dọn bàn mà thiếu nước trong miệng. Thằng tôi tức giận, tôi liền lấy cây đũa đánh trên vai nó. Bất ngờ nó chết liền bệ hạ. Vô lý, vô lý. Cơn dễ đâu. Dạ. Mau đòi Lâm Tinh đến đây. Dạ. Dạ. Thành Lâm Tinh xin ý kiến thân hoàng. Này Lâm Tinh. Dạ. Đầu đuôi thế nào ngươi hay khai cho thật. Đừng gian dối mà mang tội chi quân đó nghe. Dạ. Tại sao trong khi mẹ ngươi đánh vợ của ngươi đến chết mà ngươi không can gián chứ? Hai ngươi cũng một lần giết chết người vô tội. Ngươi tấu đệ hạ, thành có can gián rất nhiều. Nhưng mẹ của thành chẳng nghe, nên đành cam chịu chứ nào dám xúc phạm đến bậc sân thành. À, như vậy thì mọi việc đó rõ ràng. Đạo phủ đâu? Dạ. Yeah. Mau dẫn mụ già này ra pháp trường xử trảm. Dạ. Trời ơi mẹ,
mẹ tôi bị tử hình, mẹ, mẹ. Ôi đớn đau mẫu thân, từ đây trần gian âm trầm. Chưa cách nhân hai phương, lòng con càng ra khắc thương. Đành lần nào con đây, mừng tâm tay đến khi có mẹ hiền. Giao đường cùng quý nhân, thằng con ấy chết thay cho mẹ hiền. Chồng chồng, tôi sẽ cứu mẹ tôi mới được. Này báo phủ chừng tay lại, ta cứu mẹ ta đây. Kìa kìa, quân sĩ, quân sĩ. Mau đuổi theo, bắt kìa thằng nhỏ nó phóng bà già chạy mất rồi, mau đuổi theo. Dạ bẩm công nương, công nương nói mình không biết gì là vậy bây giờ công nương hãy cùng em vá bước đến cội thiên hồng để hưởng chút duyên hương của loài hoa dị thảo cho công nương. À đi đi. Ơ kìa, cung liễu em. Dạ. Em có thấy chăng tại sao trên mắt ngục môn lại có một vùng hào quang chói sáng? Em có biết đó là điều gì không? Dạ bẩm công nương, đó là nơi thánh hoài giam giữ người tử tội. Người ấy tội gì, nam hay nữ? Dạ. Dạ người ấy là một nam nghệ sĩ tên gọi Lâm Xanh. Lâm Xanh à? Bẩm dân, vì người can tội đẩy náo pháp trường để cứu mẹ khỏi cảnh tử hình đó công nương à. Chàng tên gọi Lâm Xanh. À, quả đúng rồi. Vì trong cẩm nang có ghi chép rõ ràng, ta cùng chàng có duyên nợ. Được rồi. Vậy ta mau trở lại hoàng cung, ta cùng dương phụ để tha tội cho chàng. Dạ, muốn tao vào mà. Điều chi? Có vợ chồng lão triệu phu và một nàng con gái xinh già ra mắt, còn đứng ngoài đại linh. Ủa, ai vậy kìa? Thôi được, cho vào. Dạ, xin chào, tân chào như thần. Trời, nhạc phụ, nhạc mẫu, thật có bất lưu tinh cuối đầu, xin vai nhỏ cha. Từ lắm chân lặn lỗ đến thăm con mà con không biết trước để tiếp linh cho cậu nghĩa. Dạ, xin cha mẹ rộng tình, thứ lỗi cho con. Thôi thôi thôi, như vậy đủ rồi, xin vai rộng, cho bận lòng. Không không, xin mẹ cha đừng gọi con như thế. Đúng rồi. Dạ. Bảo sức bài yếu tiệt có tại mẹ cho ta đó nha. Dạ. Dạ thưa cha mẹ, đây là chung dấu đào con rót tình tin dần. Mời cha mẹ hãy dung đi cho con trẻ được vui lòng. Từ Lâm Sơn mẹ cha chẳng ngày con thật tâm dài rất nhiều. Thôi thì cô cho bằng lòng lo tâm trí cho hai người. Vô giữa tứ bóng rừng, già này không ăn đáng gần. Nếu tâm có vẻ mạnh lần, là điều mẹ cha vui vương. Thật cảm bội ơn dài cao tâm của tụi mau. Con xin mẹ cha thôi,
thôi, con đừng có rốt nữa, cha sắp quát rồi đó. Dạ, xin cha đừng ngại. Nếu có sai, con sẽ đưa cha vào phòng an nghỉ. Ơ kìa, chẳng ngay của nàng nào giống hệt con nương, lại đứng lúc đó ngoài cửa như thế kia thì hỏi cha. À, quên giới thiệu, nó là Liễu Quê, em ruột của xin nương. À, về trước kia con và con nương, chẳng mai cũng còn như tơ tóc. Nên hôm nay mẹ cha dẫn em vợ của con đến đây là để... Để làm gì con có biết không? Dạ, con chưa được rõ. Thì để làm thiết hầu hạ cho con đó. Dạ, con không, xin nhạc cha đừng nói vậy, bà con sẽ lỗ đảo với linh hồn của vợ con ơi chính xuôi. Ừ, có gì đâu mà hiền thôi quá e dè như thế. Có câu người ta thường nói, hoa xinh chỉ đẹp một thời, con chỉ qua đời thì thôi con em. Không không, xin nhạc cha đừng nói vậy, thả cam bất tiêu, chứ không thể nào có làm theo lời nhạc phụ được. Thôi cha đã quá chén rồi, và hơn nữa cha và mẹ con cũng đã quyết định rồi, con đừng có từ chối mà mẹ cha phải buồn lòng. Liễu Quê. Dạ. Từ nay Trạng Nguyên là chồng của con, vậy con hãy ráng mà tâm sức chăm lo cho trọn bệ. Dạ. Bà ơi, tôi đã quá chén rồi, bà hãy ráng dìu tôi vào trong phòng an nghỉ. À, được rồi, để tôi đưa ông vào trong nguyên nghỉ. Này Lâm Lan, chàng có mệt chứ không? Để em quạt cho chàng nhé. Không không, xin lũ nữ dân ra, đừng đến gần bên tôi. Không, em không đi đâu hết á. Vì cha em đã gả em cho chàng, thì em nhất định ở bên chàng à. Nào, ta hãy vào phòng lớn an nghỉ đi chàng. Không được, không được. Mời này hãy gian ra đi, gian ra đi. Trời ơi, gian ra đâu dương dân xây này. Chúng ơi, dân hồn em có linh thiên, hãy về xin chiêu cho anh. Thà anh ta theo em cho có nghĩa ra dạng, chứ không thể nào phủ tàn em được. Chúng ơi, hãy đem giúp mấy hồn anh, chúng ơi. Lòng con ơi, chúng chàng đã dừng tay lại. Nhìn cái xem có phải chính là con nương mà trước đây đã cùng anh ba năm xưa kia cho tôi. Mà, chính là đây là con nương thật sao? Không phải đồng tình con vợ thì thôi đã. Phải từ giờ lớn lên về thăm cha mẹ rồi đón tìm anh và vui thở ăn tên của con nghĩa đáng vàng với người vợ nhiều lâu dân tâm ngon. Trời ơi, nó dễ quá thật rồi, xin đây là hiền phụ. Dạ, mua lo bà má, các anh đàn và con chưa ra lên. Quả như nghĩa lệ, thật cao với tay tay đông và gái thì hay. Ôi vui đẹp
lòng tôi ngàn năm trong tầng giang thấu trần một mái chèo chiếc đò nghèo ngược xuôi hai lối tâm thân tôi khúc nỗi tâm sự biết cùng ai sẽ hay mình tôi trong cuộc đời có ai thương cùng môi tình chung hỡi cần sống dí dạ để đêm đêm có một con đò đưa tiếng hát đến làm sao xuyến lòng ta. Hơi trăng vàng soi lầu hoa nhân giúp ta gợi đến người nói một lời phòng quê thao thức giấc cô nguyên có nghe tâm sự ngơi ngàn mây đào đến ai hằng đêm trên thuyền chờ gió đưa tình tài ru hồn tôi dời lẻ loi niềm cô quạnh gái quê phong thuyền cấm giữa sông sao biết rằng ta không ăn được chất nồng tiêu lang em có biết chàng ấy là ai tại sao tâm tình gửi trong quê nhà em biết chàng từ đâu ra sao nguyên cớ nào mà cứ mỗi đêm thu chàng trỗi lên chỉ những lời tha thiết lữ thế thế không hiểu từ đâu đến cũng có nên sông đi nghề đưa đò tại bến sông này người ta nói ông ấy tên là phải là dòng mà tục tử thế hèn gặp cảnh không may nên cảm sống nghề đam bạc đưa đò chứ lời ca ấy chỉ thúc ra bởi một chàng thôi ngô tung tư đã sưởi ấm được tâm hồn của một tiểu thơ tôn nhà trăm đang e ấp mộng xuân tình mà liên chốn phòng tre nhưng em nghe nói
nhà nghèo khó, một túp liều rách xác thơ, duyên phận ấy sánh với tiểu thơ sao được. Tiêu Lan ơi, lòng nhi nữ ai cũng mong đợi một chàng trai lý tưởng, chữ chung tình đâu có nể hèn sao, miễn sao người biết trọng nghĩa tạo khang như nhất đồng chung giả ái, thì phần cách đằng này còn biết tìm hạnh phúc nào hơn. Huống chi tâm tư kia đã rung lên từ đại tim người quân tử, thì tin sao cõi gợi tình tục nữ tuổi xuân thơ. Nếu tiểu thơ thật lòng mến tài gái ái đò thì em sẽ đi thăm dò và gửi đến cho tiểu thơ gặp mặt, chịu không? Em thật ranh mảnh quá à, bà hay được bị đòn chết à. Thôi mời tiểu thơ vào đi nghỉ, kẻo càng khuya gió sông lên càng lạnh. Giả lại chàng Trương Chi giờ này đã ngủ rồi, chứ không có trở lại hát cho nghe nữa đâu mà tiểu thơ đợi hoài công. Em quỷ quái lắm nhờ tiểu lan, sáng còn bét bà cho coi. Rồi bây giờ ông không màng gì đến bệnh tình của con mà đến ngồi đi hút thuốc lào mãi hay sao? Chứ bà bảo tôi phải làm gì nữa bây giờ? Mấy bữa nay tôi cũng lo tìm thầy chạy thuốc mà bệnh chẳng dám khuyên, nhọc lòng mà lo lắng vẫn không rõ căn nguyên. Phải đâu tôi bỏ mạnh để bà hờn giận, con ra ruột ra ai đành ngó lơ. Mình là phụ mẫu làm sao không tốt hơn, con mình đau ốm đã hơn nửa tháng nay, thuốc thang không dứt bệnh có phần trầm trọng, thân hình hao mòn, bây giờ ông tin nó sao? À, con gái nó đau bệnh gì mà khó chữa đến thế? Cơm cháo không ăn, thuốc men uống không khỏi, chắc cũng có nguyên nhân gì đây. Ông muốn nói nguyên nhân gì? Được rồi, bà cứ gọi con hầu ra đây để tôi hỏi chân tình như thế nào. Biết ngon nguồn rồi sẽ tin sao. Tiểu Lan đâu ra bảo? Dạ thưa ông bà gọi con. Tiểu Lan, con là người gần gũi mỹ nương nhất, tuy là phận gia nhân nhưng mỹ nương xem con như ruột thịt. Nửa tháng nay cô con lâm bệnh không chịu thuốc thang, vậy con có biết nguyên nhân nào, hãy nói thật để ông bà lo chải chữa. Dạ. Vô duyên tao đập chết. Dạ cuối xin ông bà tha lỗi, phận hèn đâu dám dối, lâu rồi con chẳng nói ra là sợ hàng xóm chê cười. Đêm đêm thả lời ông tiếng mật, gợi lòng thiên ai của tiểu thơ. Trời đất ơi. Từ đó con mong đợi đón chờ, nhưng bóng đò chẳng thấy đâu. Tự nhiên tiểu thơ âu sầu, rồi phát bệnh này cho đến nay. Thôi hãy lui vào trong, kẻo tao nóng lên mà chết bây giờ. Thì cội nguồn lâm bệnh cũng tại gã lái đò, bà chẳng la rầy giờ nó đã tuân tư. Thật là con gái hư làm xấu hổ tông môn, xin ông hãy nuôi hờn mà xét lại cho con. Cứ già hàm binh giật mới xảy ra sự này, mình con đã nguy nằm nhìn nó chết sao ăn. Con như vậy là nó bôi lọ lên mặt mẹ cha mà, chắc tôi giết nó bà. Xin ông hãy xét kỹ cho con nó nhờ, trường hợp này nó mới chỉ là trộm mến tiếng nghi ca. Từ con thuyền suối nước kia chảy qua, nghe hát bâng quơ rồi nó thầm nhớ người ta chớ đã.
sợ buồn lòng cha mẹ, vì biết ông sẽ bất nghĩ bình, đâu có nhận cái nghèo hèn. Biết rõ rồi ông hãy xót nghĩ xa, đứa con duy nhất của ta. Nếu có lương duyên với kẻ đứa đò, cũng cho nghĩ chúng hiệp hòa. Ta người biết chấp tay niệm Phật, khuyên đừng tin trọng hèn sang. Ít trời ơi, thật là khổ với con mà. Mẹ ơi, mẹ. Kìa, nó kêu bà trọng vô mau quay. Mẹ vào đây con, mẹ vào đây. Con nó đông quá ông ơi. Nó nghe tiếng sáo rồi hình như nó mừng, nó tỉnh lại phải không bà? Thưa ông bà, đó là tiếng sáo của người lấy đò tên là Trương Chi. Vậy mi ra gọi hắn vào đây mau. Xin vâng, ông cho gọi tên lấy đò ấy đến để làm gì? Tâm bệnh của mỹ nương ngày càng trầm trọng, tôi muốn dò xem nếu tên Trương Chi là người có chút kiến thức, tỏ ra lễ độ hiền lành thì cũng nên tác hợp cho đẹp lòng con quy. Thưa ông bà, người ấy đang ở ngoài phòng khách. Được, con vào báo cho mỹ nương biết Trương Chi đã đến, rồi dìu cô con ra gặp mặt hắn ta. Xin vâng. Còn tôi và ông tạm đến mặt nơi khác để xem sự thể ra sao rồi sẽ liệu. Dạ, kính chào nghệ sĩ. Dạ, không dám. Kính chào tiểu thư. Bằng trống này chỉ là một tên lai đò sống trong gian đường dột nát với một mẹ già tuổi ngót xa mươi. Tôi không dám nhận cái danh từ nghệ sĩ thanh cao của tiểu thơ vừa bán tặng. Đó là lời thành thật chứ không phải sao ngôn. Xin khách chưa quá khiêm nhường mà phủ lòng em quý trọng. Vì tâm hồn em đã rung động bởi câu hát u hoài. Dòng từ bên sông nghe như tiếng lòng của phong lưu khách, khiến cho cứ giường xung tình nở hoa. Lời ca như thu đấy tôi lẻ loi, nhưng thành bài thơ khuyên rũ người đơn côi. Nương theo không gian lén vô tâm tư làm em ngỡ ngần. Thật lỗi vô nghi cùng, tôi dám mà nào bận lòng tiểu thơ. Đừng Trương kia sao quá hạ mình, em xiết bao thẹn tuổi. Tuy biết nhau cúi đầu, xin cứ xem bằng tình thông giao. Nếu được tiểu thơ đối tượng như thế, Trương Chi này chứng của Phật trời nguyện trọn đời đối với tiểu thơ một dạ. Ôi quý quá thay tiếng nói chân thành, nhưng còn thiếu một điều quan trọng. Dạ, tôi thiếu sót điều gì xin tiểu thơ dạy lại, tôi xin dân dạ sửa đổi. Là chàng hãy cất đi tiếng giả thưa và danh từ xưng hô khách sáo, thay bằng lời thân mật với nhau. Còn tại sao vào nhà mỹ nương đã từ lâu mà chiếc nón lá chàng vẫn đội trên đầu, che lấp mặt ngoảnh đi nơi khác là nghĩa thế nào? Tôi biết như thế là vô lễ đối với nàng, nhưng... Vậy chàng còn chờ gì mà không bỏ nón quay lại nhìn nhau hả? Tôi sợ. Sợ em? Không, tôi không đủ can đảm. Vì chàng e thẹn phải không? Nè, để em giúp chàng cất nón cho. Mỹ nương. Tại sao tôi ra? Tôi chỉ sợ nét mặt của anh từng đến gần tôi. Trời, Mỹ nương.
gỡ nhau chi cho đời anh phải ghi thêm niềm tủi hổ, còn thấy mặt nhau chi để khổ cho em từ nay tan vỡ mộng xuân tình. Ôi chúa chắc thay cho số phận đời mình, trong đạn quả tay gây hại trên mặt tôi một sắc hình gây tồn, khiến cho mỹ nương thoạt vừa trông thấy nàng liền hốt hoảng kinh tâm, tưởng chừng như đang gặp loài yêu quái nên ngất liệm đi như một xác chết chi không hồn. Mỹ nương ơi, tôi tự biết thân phận tàn phế của tôi, không thể là người yêu lý tưởng của em nên trần gian đành khi xa nàng vĩnh viễn. Tôi sẽ tìm đi nàng trong cõi chết và tạo cho mình cuộc sống dễ dàng, tìm tôi biến thành ngọc đá lưu biên ở lầu Tây, từ đây những đêm đông giá buốt hồn tôi theo dõi bên nàng. Sống không đặng chữ tạo khang, chết rồi hồn quyện bên đi nàng, hôm đi mai nhà nợ tình chưa trả cho ai, khối tình đem xuống thuyền đài chưa tan. Chương chi chàng được đi chồng nào nề, về nhà thần tình dâng lên tái tê, xót thân mình hơn đau càng đau, vết thương càng nặng sâu. Kiếp con người chẳng vui thì thôi, vui đấy sống biển đời. Đêm nay có lấy vui hát ca, nàng mỹ nương chúc thọ mừng cha, người bằng hữu tấp nập vào ra, tiệc liên hoan ngát thơm hương trà. Chương chi hiển linh hiển hình trong chén hoa, giọng ca buồn nghe thiếu ta, khi mỹ nương nhấp môi hương nồng bóng nàng trông thấy chàng. Còn lên sáo cung u hoài khiến cho mắt nàng rơi lệ chưa tràn. Lệ thâm tình cố chém hương à, bóng lìa tay. Nghĩ anh quan thác bỏ mình.
Mỹ nương ơi, trời sanh ra tôi để sống nhục nhằn khổ ải, nên muôn dấu đi xác thân thừa thải trầm sâu tận đáy gian. Sống mà chi để cho tuổi kỷ con người, tuổi qua niên rất nhiều hứa hẹn, nhưng chỉ dành cho kẻ hoàn vẹn hơn tôi. Chứ tên lấy đò này mặt mày nhớ tàn phế sâu xa, còn thú chi đâu mà liên tiếp cõi nhớ đời để kéo dài thêm mỗi ngày thế thân. Xin anh bớt quan tâm sầu tôi, không phải tại anh nghèo ớt vui anh đâu, vừa được nghe mấy lời vàng đá của mỹ nương, tôi sẽ được nhớ siêu thoát linh hồn. Nhưng dầu tình yêu kia sâu đậm thì cũng đã muộn màng rồi, vì cuộc diễn của đôi ta ngày nay chỉ còn là đôi ngã sông tương. Bây giờ cách trở đôi đường chỉ nghe tiếng nói, chứ không nhớ tường mặt nhau. Nợ nhớ tình trả lại kiếp sau, có thương tiếc lắm chỉ thêm sầu mà thôi. Một phút tâm thần khủng hoảng, em đã buộc miệng nói tiếng vô tình, khiến chàng lầm hiểu rằng em lạnh nhạt đuổi xô. Chứ chàng có biết đâu em những ước mơ tơ tưởng, người ru tiếng ác u buồn và thổi sáo trên sông, hằng đêm ngân lên những lời thơ tuyệt thác, nghe ấm lại lòng em lúc canh khuya cô lẻ lạnh lùng. Mì nương hỡi, tình ta cách xa từ đây, có nghe chẳng gà báo tình sáng đến rồi, thôi giá biệt tình này hẹn nhau kiếp sau. Khóc mà chi nát tan cõi lòng người đi. Thương chi anh đi rồi kiếp sau. Mỹ nương quá đau thương mất liền, tiếng nức nở của nàng còn tiễn bước Trương Chi